là hấp dẫn luôn nè các bạn ơi, thơm phức nước mũi luôn á. Mình đứng kế bên mà mình trộn nhưng mà mình nghe cái mùi mình thèm chảy nước miếng luôn. Món chay nhưng mà nhìn rất là hấp dẫn và bắt mắt luôn ha cô chú anh chị em và các bạn. Ẩm thực chay Huệ Hoàng Vlog mến chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cách làm món nấm bào ngư sám ngâm xả tắc. Món này mình làm thay đổi khẩu vị cho gia đình, ăn trong dịp lễ Tết chua chua ngọt ngọt chống ngán rất là ngon miệng. Cách làm thì vô cùng là đơn giản, nguyên liệu thì rất là dễ mua. Chỉ tốn chừng 15 đến 20 phút là có được một món chay vừa ngon vừa đủ dinh dưỡng nữa. Rồi, mời cô chú anh chị em và các bạn cùng vào bếp với mình để thực hiện chế biến món nấm ngâm sả tắc chay hôm nay. Để làm món nấm ngâm sả tắc thì ở đây mình có 500 g nấm bào ngư sám đã ngâm nước muối rửa sạch rồi. 200 g tắc. Mấy quả quả ớt. Thêm một ít hành tím, bạn nào không ăn hành tím thì mình thay thế bằng hành ba rô. 100 g sả. Thêm mấy cái lá chanh. Gia vị nêm thì mình nấu đến đâu chia sẻ đến đó. Trước tiên mình vắt cái nấm bào ngư sám này cho ráo nước đi ha. Hồi nãy mình rửa xong mình chưa có vắt ráo nước. Mình làm cái món nấm ngâm sả tắc này thì mình cầm cái nấm mình vắt như thế này cho ráo nước chứ mình đừng có bỏ vô túi đa năng. Mình vắt là cây nấm sẽ dập xấu ha. Vắt nước xong rồi mình cho vô cái sửng này luôn. Rồi mình vắt nấm ráo nước rồi mình là lấy mấy cái phần sả mà sả xanh này nè. Mình cho vô trong cái nấm này hồi nãy mình quên kê một ít cái sả ở dưới cho thơm nè. Mình thêm vô mấy cái lát gừng nữa. Chừng một cái lá chanh thôi. Nói chung là cho có vị thơm thôi á các bạn. Bỏ nhiều quá sợ bị đắng á. Mình rắc nhẹ lên ít cái hạt bột nêm chay hoặc là muối để cho cái nấm này điều vị ha. Rắc ít thôi ha, mấy hạt thôi. Rồi mình cho cái nấm này nồi mình hấp ha, cho mấy cái đầu sả xanh vô đây cho thơm. Rồi mình cho vô mình hấp từ lúc nước sôi mà cho tới khi được á, là cho vô mình hấp 10 phút là được ha các bạn. Rồi trong khoảng thời gian 10 phút mình nấu cái sốt để mà trộn nấm sả tắc ha. Nêm vô 3 muỗng canh đường, 3 muỗng lưng thôi ha. Ba muỗng canh nước mắm chay. Cái nước mà để mình nấu này thì hồi nãy mình sử dụng là 100 ml đó các bạn. Rồi mình nấu cho tan ra cái nước sốt. Mình dằn vô mấy cái hạt muối cho điều vị. Rồi cái nước sốt này sôi tan gia vị rồi mình tắt bếp. Quay trở lại cái nấm mình hấp nãy giờ cũng đã được 10 phút chín rồi. Mình gấp nấm ra một cái tô khác cho nhanh nguội nè. Nấm mà mình làm món ngâm sả tắc này á, mình hấp như thế này á, giữ được nguyên cái vị ngọt á các bạn. Sau khi mà nấm nguội rồi á, mình cho vô ngăn mát tủ lạnh á, chừng nửa tiếng cho cái nấm giòn ha. Rồi trong khoảng thời gian mà chờ cho cái nấm bỏ tủ lạnh giòn cũng như là cái nước sốt nguội á, thì mình sơ chế cái phần tắc và sả cũng như là hành ớt ha. Cái đầu sả non này á, thì mình cắt xéo ra như thế này. Còn cái phần xanh này á, thì mình cắt khúc ra rồi mình tách ra.
cho vô. Hành cũng như là ớt á, mình cũng cắt luôn. Bạn nào không ăn được cay á, thì mình thay thế bằng cái ớt sừng không cay ha. Rồi mình chỉ cắt vô chừng ba trái ớt này, còn ba trái này chút nữa mình rắc lên trên mặt nó cho đẹp. Tắc này thì mình cắt lát mỏng chừng 5 ly ha. Rồi cái tắc này là 200 g, mình cắt chừng 100 g thôi, còn 100 g mình để cắt vắt lấy nước ha, cắt thêm hai cái lá chanh. Chanh mình cắt xong mình cho vô trong cái sả ớt cái hành này luôn. Còn cái tắc này mình khui cái hạt bỏ đi để bị đắng ha. Mình cho cái tắc vô trong đây luôn nè, để cái sả không có bị đen. Rồi mình khui hết cái hạt tắc rồi, mình cắt ra chừng 5 gram gừng. Gừng này mình rửa sạch rồi ha các bạn, mình cắt lát cho mỏng ra. Rồi cho vô chung đây luôn. Còn phần tắc này giờ mình cắt đôi ra để mà mình vắt lấy nước. Dùng cái rây mình lược hạt ha. Cái hạt này mình lẫn vô trong cái món ăn nó sẽ bị đắng lắm đó các bạn. Rồi xong cái phần nước cốt tắc cũng như là sả gừng xong hết rồi nè. Rồi mình quay trở lại cái nồi nước sốt cũng đã nguội rồi. Giai đoạn này thì mình mới cho vô một cái muỗng canh tương ớt. Khi mà cái nước sốt nguội như thế này mình cho tương ớt vô á sẽ rất là thơm ngon ha các bạn. Nếu như mà mình cho cái tương ớt này vô mình nấu luôn á là sẽ mất đi cái vị thơm, nó sẽ ra cái mùi nồng. Rồi mình khuấy cho tan cái tương thơm phức nước mũi luôn. Cái chén nước sốt cũng đã xong rồi. Cái nấm này nãy giờ mình bỏ trong ngăn đá luôn nè, lạnh và đã có cái độ rất là giòn rồi nè. Rồi mình chan cái nước cốt tắc vô, hai muỗng canh thôi á các bạn, cái độ chua ngọt các bạn canh theo khẩu vị gia đình ha. Rồi chén nước sốt mình cho vô trong cái phần hỗn hợp này, gia vị này luôn. Rồi nấm ngâm xả tắc thơm phức nước mũi luôn. Rồi mình trộn cái hỗn hợp nguyên liệu này lên cho đều. Cô chú anh chị em và các bạn thấy mình chia sẻ cái cách mà ngâm nấm với xả tắc này nhìn bắt mắt, hấp dẫn và ngon á, thì tặng cho mình một like. Bạn nào chưa đăng ký kênh á, thì bấm đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận thông báo video mới tiếp theo, đón xem món ăn chay mới ngon hơn nữa. Sau khi xem video á, thì chia sẻ cho các bạn cùng xem để cùng ứng dụng làm món ăn chay ngon. Nhìn rất là hấp dẫn luôn nè các bạn ơi, thơm phức nước mũi luôn á. Mình đứng kế bên mà mình trộn nhưng mà mình nghe cái mùi mình thèm chảy nước miếng luôn. Nhưng mà cái này á, chưa có ăn được, mình để vô ngăn mát tủ lạnh chừng 15-20 phút cho thấm gia vị đi rồi mình hãy ăn. Mình chỉ ăn trong ngày thôi ha, để lâu lắm là 2 ngày thôi, chứ không có để lâu được giống như là món mặn hết các bạn.
Rồi xong rồi mình cho vô trong ngăn mát tủ lạnh chừng 15 đến 20 phút. Có thời gian thì mình để nửa tiếng sẽ thấm đậm vị thơm ngon hơn ha. Rồi như vậy là mình đã chia sẻ đến cô chú anh chị em và các bạn cách làm món nấm ngâm xả tắc chay đã xong. Chúc cho cô chú anh chị em và các bạn ứng dụng làm món nấm ngâm xả tắc chay này ăn ngon miệng. Món ăn chay hôm nay như vậy là đã hoàn thành rồi. Mình xin được kết thúc video ở đây. Thân mến chào cô chú anh chị em và các bạn. Hẹn gặp lại ở video mới. Mình tiếp tục chia sẻ món ăn chay ngon.